Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tamarin. Tamarin mỗi tuần một câu chuyện. Là một người công giáo, hôm nay mình rất vui để giới thiệu cho các bạn một đài Đức Mẹ rất linh thiêng ở gần nhà mình, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Đài Đức Mẹ nằm ẩn dưới một tu viện hồi xưa, nay vẫn là nơi ở của các linh mục. Người công giáo sống tại Toronto có thể không biết nhiều về ngôi đền này, nhưng rất là nhiều người công giáo trên thế giới lại biết rõ về sự linh thiêng của mẹ tại nơi đây, đặc biệt là sự chữa lành những đớn đau bệnh tật. Đây là lối đi nhỏ dẫn vào đài Đức Mẹ. Mình được chị của mình giới thiệu về ngôi đài này khi mới qua Canada, vì ở Việt Nam hầu như tất cả các giáo xứ đều có đài Đức Mẹ được xây dựng bên cạnh nhà thờ, nhưng bên này hay giáo xứ gần nhà mình thì không có. Mình nghĩ chắc là do thời tiết khắc nghiệt nên việc bảo trì cũng như xây dựng nơi cho mọi người cầu nguyện cũng khó khăn hơn. Chắc tất cả người công giáo ngoài cầu nguyện với Chúa đều thông qua lời truyền cầu của mẹ để xin ơn, nên khi biết có được một ngôi đài Đức Mẹ ở gần nhà mình thì mình cảm thấy rất là may mắn. Đài Đức Mẹ thì được mở 24 giờ trong ngày và mọi người có thể đến thăm viếng mẹ bất kỳ lúc nào. Phía trên kia đằng sau tượng đài chính là nơi các linh mục ở. Các bạn cùng mình vô xem đài Đức Mẹ tại Canada có gì đặc biệt nha. Như các bạn đã biết, mùa đông ở bên này thì rất là lạnh, nên dưới chân mẹ là một ngôi nhà nhỏ để mọi người có thể yên tâm cầu nguyện. Thì một chút nữa mình sẽ vào bên trong quay, còn bây giờ mình sẽ quay lướt khung cảnh ở ngoài trời. Ở đây thì có 14 chặng đèn thánh giá và có rất là nhiều tràng hạt treo ở các cây như để khuyến khích mọi người siêng năng lần hạt hơn. Bây giờ mọi người cùng vô xem bên trong có gì nha. Ở đây thì vẫn còn để tượng Chúa Giáng Sinh, và trong này thì có rất là nhiều tượng ảnh, hoa và nến, cũng như có ghế và bàn quỳ để mọi người có thể hướng lên trên cầu nguyện cùng với Chúa và mẹ. Giờ mình sẽ quay kỹ hơn khung cảnh ở bên ngoài. Tượng Đức Mẹ thì không có quá lớn, được đặt trên bệ cao và có một mái che nhỏ. Và đằng xa chính là tượng Chúa Kitô Vua. Dọc theo bức tường quanh đài là 14 chặng đèn thánh giá. Mỗi bên tay mẹ là 7 chặng. Các bạn cùng xem các chặng đèn thánh giá bằng tiếng Anh nha. Còn về phép lạ đầu tiên của Đức Mẹ tại nơi đây xảy ra vào ngày 4 tháng 10 năm 2004, khi một vị linh mục đang phát quang dọn dẹp khu đất sau tu viện thì bị một nhánh cây đâm vô mắt. Ngài đã khóc và cầu cứu mẹ: "Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cứu đôi mắt con." Sau khi từ bệnh viện về, bắt mắt vị linh mục bỗng dưng khỏi hoàn toàn và thị lực phục hồi tốt hơn trước khi bị tai nạn. Các bác sĩ thì cũng đã xác nhận phép lạ đầu tiên này. Và đây là bia đá có khắc câu chuyện của phép lạ năm đó. Bây giờ các bạn cùng mình leo lên viếng tượng Chúa Giêsu nha. Ở đây thì có 3 đoạn, mỗi đoạn có khoảng 10 bậc thang và giữa các đoạn thì đều có chỗ nghỉ, nhằm nếu có người già lên viếng Chúa thì họ có chỗ để dừng chân. Trên đây thì có rất là nhiều hoa, nến, cũng như các giấy xin khấn được mọi người đặt ở dưới tượng Chúa. Bức tượng thì cũng rất là lớn.
Từ trên cao nhìn xuống là khoảng không gian rất rộng. Vì bây giờ là mùa đông nên nhìn hơi điều hiu một xíu, chứ mùa hè là xanh tươi lắm. Chắc chắn là mùa hè mình sẽ quay lại cho các bạn xem một lần nữa. Bên này là bên tay trái của Đức Mẹ, gồm có 7 chặng đàng thánh giá còn lại. Mình vừa kể cho các bạn nghe về phép lạ đầu tiên ở nơi đây. Ngoài ra từ năm 2004 thì còn rất là nhiều người đã tới cầu xin và được ơn. Và đây là những bia tạ ơn mà một số người được ơn họ để lại. Khi mình nhìn kỹ thì có cả chữ tiếng Việt nữa. Bây giờ bên Việt Nam thì dịch quay trở lại và bên này thì tình hình vẫn cả ngàn ca nhiễm một ngày. Mình cũng cầu nguyện cho bệnh dịch mau chóng chấm dứt. Xin mẹ thương đến toàn thế giới. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye!